vào ngay lúc này đây. Nó chính là chủ nhân của ngôi nhà thân thương trong buổi trưa ngày hôm nay. Và rất đau thân thể quý vị chúng ta, đâu một tràng vỗ tay cho đồng nghiệp quý vị ơi. Rất bác cảm, cảm ơn những tràng vỗ tay của thân thể quý vị. Và hôm nay mọi người cũng rất là vui mừng được sự đời mời của gia đình của anh Lào Văn Diêm và chị Đào Thị Tranh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và được mang đến đây đời ca và tiếng hát của mình, được mang đến đây nhịp cầu kết nối yêu thương, là niềm vui, niềm hạnh phúc, chúc tương lai cho đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép MC Huân Núi, nhà dạp rất là khang trang của em Thanh Tươi và nhà cao năm men của anh Nhàn đến từ U3, xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay quý ơi. Chào mừng kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, gia đình của anh Lào Văn Diêm và chị Lào Thị Tranh đã tổ chức long trọng mừng lễ tân gia đại cát. Và được sự có mặt đông đủ của tập thể quý ông quý bà, quý cha quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa, lấy bất chút thời gian và ngọc thì giờ quý mẫu của mình để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chủ nhân của ngôi nhà thân thương đã có mặt tại sân khấu ngay lúc này đây. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, ngày 29 tháng 2 năm 2024 và tức ngày 20 tháng 1 năm Giáp Thìn, bữa tiệc được tổ chức tại gia đình của anh Lào Văn Diêm và chị Lào Thị Tranh tại bản Long Đuống, xã Long Đuống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mừng lễ tân gia đại cát của anh chị. Xin phép được chính thức chức thức tiên bầu lên toàn thể của quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Mừng tân gia đại cát của anh Lào Văn Diêm, chị Lào Thị Tranh. Xin phép được chính thức bắt đầu. Quý vị ơi, chúng ta hãy nổ một tràng vỗ tay đi ạ. Dù có kính thể quý vị trân trọng và kính mến, mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát và hai điều để mong ước, đó chính là xây nhà và dựng cửa và gia đình hạnh phúc. Và hôm nay đây anh chị cũng đã cùng nhau vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp đã làm nên một căn nhà rất là khang trang. Và mơ ước mới đâu nay của anh chị đã thành hiện thực, quả đúng là làn ông xây nhà, làn bà xây tổ ấm. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, đại gia đình của anh chị cũng đã cùng nhau vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp đã làm nên một căn nhà rất là khang trang. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, đại gia đình của anh chị đã tổ chức long trọng mừng lễ tân gia đại cát. Mâm cỗ diệu hồng của đại gia đình chúng tôi là sắp xếp những hàng bàn hàng ghế rất là ưng ý và thoải mái. Và những tình cảm mà các bạn quý vị khách quý đã có chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình và để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng tân gia đại cát của anh Lào Văn Diêm và chị Lò Thị Tranh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được ủy quyền thay cho đại gia đình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các bạn quý vị khách quý đã có chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình. Xin được kính chúc toàn thể quý vị có mặt đông đủ tại khám phòng của đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay sức khỏe dồi dào và phát đạt phát tài và luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúc toàn thể quý vị chúng ta dùng bữa cơm thân mật của đại gia đình vui vẻ hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và ban tổ chức chúng tôi cũng được phát ngôn bằng tiếng Thái thay đời cho gia đình. Vâng ạ, chúc mừng tin lại của mẹ Pì Đồng Hạ Phanh ơi, làm đắc ở dụ sự huận núi dũ xã Thành Yên, rất là vinh dự săn bón ý ai để tin tưởng có diện bán tổ chức là quân binh khó thằng ẩn xưa sau này tàng nà săn bón chú hân sườn còn chơi tô khỏi sò chiên đông đội trưởng của trà đề chiên đông bí thử của trà quảng chiên phò lả nặng phảnh chiên mẹ êm tanh là nhanh phảnh sàng chiên ải cánh nào ngặng nặng hiếng kìm ke ơn nam chào còn làm săn bón ai lo bẩn diếm cái mà chỉ lo thị tranh có nhìn kiến tó bạn tó cuồng tó hiện tó trầu có bên biết bóng đà nè có bên biết khè đờ hay bày hoay cửa bắt chăm nằm nằm cửa bắt khốn khốn đông trắng nà bồn phà trắng đướm bồn phà đứa khốn đuông đướm trẻ phè khùng chắc phải hạc phật chân nằm chào đúc chào tà có đời hướng lại tìm mỹ lại khẩu lúc tà cửa trắng cả vùng sống khá mà dệt hơn dệt giàu mắt dệt tàu dệt chi thế bằng nham xin phỉ nỉ sắc bón ý ai chắc kiếm đầy bày mi chi ca hiền chằm còn mày hốc khốn tốc tạp đồng phàn phà đánh đành hiền mòn tay kìm khẩu có bé đại rút đài kìm lanh cánh kìm ngai có bé đại rút đà chắc bằng ngớt khải phát ra chỗ này po giòm phải ép à nằm phò mè bàn huống ơi ngớt khải hòm nó chỗ này po pề ngớt khải cái có bất giống xìa đài ngớt khải quay có bất giống xìa đà ngớt phải ca chỗ này phát ngần hang phùa miên tu chúng phản cỏ chứ miên làm quảng chỗ này chẳng ảo xì măng cân na hai
chắc bảo đấy lai cái thái hiền, chắc bảo bó ải đúng thờ cả bó tè bồn mày, chắc bảo bó ải đúng thờ giỏi phát say, tiết bền hơn sòng hàn sàm hàn phép phàn, ngài bón mà ứ sá bón đi, chắc là há khẩn mà non, là con khẩn mà rú, ao lu ao làn khẩn mà mả mà phè, ao thầu ao ké khẩn mà mặn mà dân, chắc bón này như ai thì chẳng bà mưa sai kẻ ma mưa quả hà đầy, chẳng tổ chức liền hoàn bản cuồng, chắc bà chẳng mi một nhà ứ mất tì, quay phi mà khả, chẳng mi đảo mùa cu ma đạp đông cồng xú, cái này cho cáo sổ mây, ai ép ai mặc quần mè sòng bàn sàm bàn sòng hiện sàm xá, hạc phách phải bìa băng tàn, mất tùng mất tôm, mất cho mương tờ cho gân sườn sông khỏi, bà đàn phát sông khỏi có biết sàng ẩm xưa, sau này chúc nhau hẳn sang thứ nhất, sau này chúc nhau hẳn của mía anh chị, thiệt kiến phá tai mà khẩn, khẩn rông rông sang cổng phải tháp, khẩn giam giam sang tổn bó mạ cống ón nơ đồng, hùng sang bà ừ, sàng sát nhọt, tảnh quay mà biết quay khẩu cùng hãy na kìm khẩu, điện bù tàu mà nhớ sùng dao miệt lẻ nơ. Thứ sáu mắt báo bản hoàn phát sông khỏi sau này chúc nhau hả ải ếp ải nọc qua mè bản của mâu. Ải nọc đời dệt địa bản mất tướng chờ bàn, dệt cản mương mất tướng chờ hồ. Phủ bày ca để ế bàn phòng, phủ rú nọc rú na biết bà tổ màu. Điện đu tẩu mất nhớ sùng dao mê đẻ nơ. Chúc nhau hả ải ếp ải nọc qua mè bản của mâu. Ôm áp phỉ mở dề mất đi đầy cày mất đi phên. Hùng sắc bà ừ, sẵn sắc nhọt. Phú mắt 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 nhớ tò khòn bùng. Phú mắt phùng mắt nhớ tò khẳng thắng. Hào khăn mặn dưng, chiếc phỉ bơ bi đùa nào, sao phỉ bơ bi đùa xày, hào khăn mặn dưng bây giờ đây, em bạn đọc bà mê bản khoáng ơi. Dạ vâng, kính thưa thật đề, quý vị trân trọng và kính mến, và ngày vui, trọng đại, hạnh phúc của đại gia đình của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, sự hiện diện, những tình cảm, những niềm vui, niềm tự hào, lớn lao nhất của anh chị em, đã mất chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình và để cùng nhau trở về với bữa cơm thân mật của đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Và gia đình cũng có chén rượu thay bằng lời cảm ơn đến toàn thể các bậc các vị khách quý. Và chúng ta hãy rót những ly rượu của mình và nâng ly rượu của mình thật cao lên quý vị ơi. Sau mấy ấy là lòng phò mè bản khoảng hâu sắp bón chút ăn sưởng anh lo phần dìm cánh và chỉ lo thịt chanh. Em biết chén đảo nồi nâng sáu cảm ơn ải em ải lòng phò mè bản khoảng hạc phách phải bia bác càn mất tùng mất tôm